Chuyện bác cừu đen và hai chú thỏ. Yeah.
cửa lên lên. Bạn thỏ trắng ơi, cho tôi vào chú nhờ với, nhà tôi bị đổ mất rồi. Cô bé vừa trăng dậy chạy ra mở cửa. Thỏ đang vừa khóc vừa kể cho các cửa đen và thỏ trắng. Cô và các con hãy trở về lớp của chúng mình nhé. Nào, chúng mình cùng đi nào. Các con, chúng mình cùng đi nào.